có nhiều bạn gặp khó khăn trong việc định dạng cái ngày tháng năm trên video 11 ha theo cái định dạng là đây đây mân mân gì ha hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách chỉ lại cái này thì để chỉ cái này thì các bạn vô trực tiếp cần panel như thế này ha vô đây ha. mở lên hoặc là nếu chúng ta chưa đưa cái icon này ra ngoài thì chúng ta sợ ở đây chúng ta gõ cần panel ha ở đây bấm vào đây ha thì ra cái giao diện như thế này thì chúng ta kích vào đây luôn còn nếu mà không ra giao diện này chúng ta nhớ chọn về đây ha nếu mà ở dạng này hoặc là dạng này thì chúng ta chuyển về dạng này. Đó. Sau đó chúng ta bấm vào đây luôn. Đó, bấm vào đây. Sau khi bấm đây xong rồi chúng ta sẽ chọn vào đây ha. Bấm vào đây. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ chuyển đến cái tab desk ha. Đó. Và chúng ta tự gõ. Ha. Nó không có cái dạng là đây đây mân mân dìa, dìa sẵn đâu. Mà chúng ta phải tự gõ là đây đây sẹt mân mân sẹt gì gì với cái là hai chữ D, hai chữ M và hai chữ Y. Rồi chúng ta nhấn áp lại ha. OK. Đó. OK. OK ha. Đó thì chúng ta sẽ thấy trên cái ngày giờ trên đây nó sẽ đổi đúng theo định dạng mà chúng ta mong muốn nè. là đây đây minh minh gì gì ha là ngày đến tháng đến năm ha Đó. Đó, xin chào mọi người ha chúc mọi người làm thành công ha